Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử lớp 7 bài 15 phần 2 trang 71-73 Hai La Mã sự phát triển văn hóa. 1. Đời sống văn hóa. Ở thời Trần, những tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến trong nhân dân và có phần phát triển hơn như tục thờ tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc, những người có công với làng, nước, v.v. Đạo Phật phát triển tuy nhiên còn nhiều không bằng thời Lý. Trong nước có nhiều người đi tu, kể cả những người thuộc giai cấp thống trị. Chùa chiền mọc lên ở khắp nơi. Trần Nhân Tông về cuối đời đã tu ở núi Yên Tử thuộc xã Uông Bí, Quảng Ninh và trở thành vị tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm ở Đại Việt. Đầu thế kỷ 14, nhà nho Lê Văn Hưu đã nhận xét nhân dân quá nửa làm sư, trong nước chỗ nào cũng có chùa. Thời Trần, Nho giáo ngày càng phát triển do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị. Các nhà nho được bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Địa vị của Nho giáo ngày càng được nâng cao. Nhiều nhà nho được triều đình trọng dụng như Trương Hán Siêu, Đoàn Nhữ Hài, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, đặc biệt là thầy giáo Chu Văn An. Nhân dân ta ở thời Trần rất ưa thích các hình thức sinh hoạt văn hóa như là ca hát, nhảy múa, chèo tuồng, múa rối, đấu vật, cướp cầu, đua thuyền. Bởi vậy các hoạt động văn hóa nói trên rất phổ biến và phát triển. Tập quán sống giản dị như đi chân đất, áo quần đơn giản rất phổ biến. Nhưng bên trong sự giản dị đó là một cái dân tộc giàu tinh thần thượng võ, yêu quê hương, đất nước thiết tha và trọng nhân nghĩa. Sinh hoạt văn hóa thời Trần được thể hiện như thế nào? Thì văn hóa thời Trần được thể hiện là nhân dân ta thời Trần rất ưa thích các hình thức sinh hoạt văn hóa như ca hát, nhảy múa, chèo tuồng, múa rối, đấu vật, cướp cầu, đua thuyền. Các hoạt động này rất phổ biến và phát triển. Các tập quán sống giản dị như đi chân đất, áo quần đơn giản rất phổ biến. Nhiều phong tục tập quán thể hiện cái tinh thần thượng võ yêu quê hương, đất nước tha thiết và trọng ân nghĩa và trọng nhân nghĩa. Nhìn chung thì nền văn hóa thời Trần đa dạng và đặc sắc, mang tính dân tộc sâu sắc. Tiếp theo hai nhỏ, văn học. Nền văn học chữ Hán chứa đựng sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc, được phát triển mạnh mẽ ở thời Trần. Nền văn học chữ Nôm bước đầu phát triển, được xuất hiện một số nhà thơ Nôm nổi tiếng như Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố, Hồ Quý Ly, v.v. Bây giờ có nhiều tác giả nổi tiếng với những tác phẩm đặc sắc mà tiêu biểu là Trần Quốc Tuấn với Hình Tướng Sĩ, Trần Quang Khải với bài thơ Phò Xá Về Kinh, Trương Hán Siêu với Phú Sông Bạch Đằng, v.v. Em cho biết vài nét về tình hình văn học thời Trần, tại sao văn học thời Trần phát triển mạnh và mang đậm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Thì đầu tiên là vài nét về tình hình văn học thời Trần. Nền văn học chữ Hán chứa đựng sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc, được phát triển mạnh mẽ. Nền văn học chữ Nôm bước đầu phát triển, xuất hiện một số nhà thơ Nôm nổi tiếng như Nguyễn Thiên, Nguyễn Sĩ Cố, Hồ Quý Ly. Rồi có nhiều các tác gia nổi tiếng với các tác phẩm đặc sắc tiêu biểu như Trần Quốc Tuấn với Hình Tướng Sĩ, Trần Quang Khải với Tụng Giá Hoàng Kinh Sư. Rồi Trương Hán Siêu với Phú Sông Bạch Đằng. Rồi tiếp theo là văn học thời Trần phát triển và mang đậm lòng yêu nước, tự hào dân tộc vì những tác phẩm hầu hết đều ra đời trong các chiến tranh như là Hịch Tướng Sĩ để cộng viên tinh thần, binh lính đề cao niềm tự hào dân tộc, ca ngợi chiến công hiển hách như Phú Sông Bạch Đằng,
Tụng Giá Hoàng Kinh Sư, thể hiện cái niềm vui chiến thắng khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc. Các tác phẩm văn học mang đậm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc đã phản ánh cái tinh thần đoàn kết một lòng từ vua tôi, quần thần đến quần chúng nhân dân đều quyết tâm đánh giặc. Tiếp theo ba nhỏ, giáo dục và khoa học kỹ thuật. Thời Trần Quốc Tử Giám mở rộng việc đào tạo con em quý tộc quan lại, các lộ phủ kinh quan kinh thành đều có trường công. Trong nhân dân ở các làng xã có trường tư, các kỳ thi được tổ chức ngày càng nhiều. Chu Văn An là một thầy giáo tiêu biểu thời Trần. Năm 1246, nhà Trần định lệ thi thái học sinh tiến sĩ 7 năm một lần thi. Năm 1947 quy định chọn Tam Khôi, Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa trong kỳ thi đình. Phép thi thời Trần 7 năm một khoa, đặt ra Tam Khôi điều lệ mỗi ngày một nghiêm ngặt, ân điển mỗi ngày một long trọng công danh. Do đó mà ra, nhân tài đầy rẫy so với Triệu Lý thì thịnh hơn nhiều. Em hãy trình bày vài nét về tình hình giáo dục thời Trần, em có nhận xét gì về tình hình đó? Tình hình giáo dục thời Trần, Quốc Tử Giám mở rộng việc đào tạo con em quý tộc quan lại. Các lộ phủ quanh kinh thành đều có trường công, trong nhân dân, các làng xã có trường tư. Các kỳ thi được tổ chức ngày càng nhiều, có quy củ và nề nếp. Nhận xét, so với thời Lý, thì tình hình giáo dục thời Trần phát triển hơn. Thời Trần mở được nhiều trường học, các kỳ thi được tổ chức đều đặn, có quy chế rõ ràng, định lệ thi thái học sinh tiến sĩ 7 năm một lần, quy định chọn Tam Khôi, Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa trong kỳ thi đình. Giáo dục nhằm mục đích đào tạo nhân tài, vì vậy sự phát triển của giáo dục đã tạo điều kiện cho xã hội thời Trần phát triển hơn thời Lý. Điều lệ mỗi ngày một nghiêm ngặt, ân điển mỗi ngày một long trọng công danh, do đó mà ra nhân tài đầy rẫy. Cơ quan chuyên viết sử ra đời, Quốc Sử Viện do Lê Văn Hưu đứng đầu. Năm 1272, ông biên soạn xong Bộ Đại Việt Sử Ký gồm 30 quyển. Đây là bộ chính sự đầu tiên có giá trị của nước ta. Về quân sự, tác phẩm nổi tiếng Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo đánh dấu bước phát triển về lý luận quân sự của Đại Việt. Trên lĩnh vực y học, người thầy thuốc nổi tiếng Tuệ Tĩnh đã nghiên cứu cây thuốc nam, tổng kết về chữa bệnh bằng thuốc nam trong nhân dân. Một số nhà thiên văn học như Đặng Lộ, Trần Nguyên Đán cũng có những cái đóng góp đáng kể. Cuối thế kỷ 14, Hồ Nguyên Trừng và các thợ thủ công giỏi đã chế tạo được súng thần cơ và đóng các loại thuyền lớn có hiệu quả cao trong chiến đấu. Hãy trình bày vài nét về khoa học kỹ thuật thời Trần, em có nhận xét gì về tình hình đó? Khoa học kỹ thuật và lịch sử. Cơ quan chuyên viết lịch sử Quốc Sử Viện ra đời do Lê Văn Hưu đứng đầu. Năm 1272, ông biên soạn xong Bộ Đại Việt Sử Ký, gồm 30 quyển. Đây là bộ chính sử đầu tiên có giá trị của nước ta. Về quân sự, tác phẩm nổi tiếng Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo đánh dấu bước phát triển về lý luận quân sự của Đại Việt. Về y học, thầy thuốc Tuệ Tĩnh đã nghiên cứu cây thuốc nam, tổng kết việc chữa bệnh bằng thuốc nam trong nhân dân. Về thiên văn học, Đặng Lộ, Trần Nguyên Đán có nhiều đóng góp đáng kể. Về kỹ thuật, cuối thế kỷ 14, Hồ Nguyên Trừng và các thợ thủ công giỏi đã chế tạo được súng thần cơ và đóng các loại thuyền lớn có hiệu quả cao trong chiến đấu. Nhận xét thì khoa học kỹ thuật thời kỳ này đã đạt được nhiều cái thành tựu rực rỡ. Nguyên nhân là do nền kinh tế, văn hóa, giáo dục thời Trần đã bắt đầu phát triển, tạo điều kiện cho việc phát triển các ngành khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thời Trần phát triển cao hơn so với thời Lý. Tiếp theo 4. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc. Nhiều công trình kiến trúc mới có giá trị ra đời như tháp Phổ Minh Nam Định, thành Tây Đô, Thanh Hóa. Một số công trình được tu sửa lại có quy mô hơn như cung điện Hòa Hoàng Thành ở Thăng Long, cung Thái Thượng Hoàng ở Tức Mặc, Nam Định, tháp Bình Sơn, Vĩnh Phúc,
Chùa Phổ Minh Nam Định có nhà thủy tạ để lễ hội có đỉnh đồng nặng hơn 1.000 cân. Ngoài chùa dựng tòa tháp 14 tầng cao hơn 20 mét. Thành Tây Đô có tường cao gần 6 mét, được xây dựng bằng những khối đá lớn. Thành có 3 cổng chính được xây theo kiểu vòm cuốn, xung quanh có hào sâu, cổng ngầm thông trong ngoài. Phía trong thành là cung điện và dinh thự các quan. Thì ở các lăng mộ vua và quý tộc Trần có nhiều tượng hổ, sư tử, trâu, chó và các quan hầu bằng đá. Hình rồng khắc trên đá trao chuốt có sừng uy nghiêm. Hãy giới thiệu những nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần. Về kiến trúc thì nhiều công trình kiến trúc mới có giá trị ra đời như tháp Phổ Minh Nam Định, thành Tây Đô, thành Hóa. Một số công trình được tu sửa lại có quy mô hơn cung điện như cung điện Hoàng Thành ở Thăng Long, cung Thái Thượng Hoàng ở Tức Mặc Nam Định, tháp Bình Sơn Vĩnh Phúc. Về điêu khắc thì phổ biến điêu khắc các hình tượng hổ, sư tử, trâu, chó và các quan hầu bằng đá. Hình rồng khắc trên đá trao chuốt có sừng thiêm uy nghiêm. Thì đây là hình tháp Phổ Minh Nam Định, hình đầu rồng men lục, thế kỷ 14-15. Câu hỏi 1. Em có nhận xét gì về tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần? Thì về văn hóa, những tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến trong nhân dân và có phần phát triển hơn, như tục thờ cúng tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc. Đạo Phật phát triển tuy nhiên không bằng thời Lý. Nho giáo ngày càng phát triển, các nhà nho được bổ nhiệm giữ những chức vụ quan trọng. Nhân dân ưa thích các hình thức sinh hoạt văn hóa như ca hát, nhảy múa, chèo tuồng, múa rối, đốt Phật, cướp cầu, đua thuyền, v.v. Các hoạt động này rất phổ biến và phát triển. Các tập quán sống giản dị như đi chân đất, áo quần đơn giản rất phổ biến. Về giáo dục, Quốc Tử Giám mở rộng việc đào tạo cho các con em quý tộc quan lại. Các lộ phủ quanh kinh thành thì đều có trường công. Trong nhân dân thì các làng xã có trường tư. Các kỳ thi được tổ chức ngày càng nhiều, có quy củ và nề nếp. Về khoa học, thì các ngành khoa học lịch sử, quân sự, y học, thiên văn, học thì đều đạt được nhiều cái thành tựu đáng kể. Bộ đài Vị Sử Ký, tác phẩm Minh Thư yếu lược. Còn về nghệ thuật thì nhiều công trình kiến trúc mới có giá trị ra đời như tháp Phổ Minh Nam Định, thành Tây Đô, thành Hóa, phổ biến điêu khắc các hình tượng hổ, sư tử, trâu, chó và các quan hầu bằng đá. Hình rồng khắc trên đá trao chuốt có sự uy nghiêm. Nhận xét thì tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần phát triển mạnh mẽ hơn thời Lý, đã đạt được nhiều thành tựu về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật. Có sự phát triển trên là do các chính sách quan tâm của nhà Trần trên tất cả các mặt tạo điều kiện cho văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật phát triển. Như vậy thì điều đó đã chứng tỏ Đại Việt dưới thời Trần là một quốc gia cường thịnh. Tiếp theo 2 nhỏ, tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển? Thì văn hóa, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển là do những cái chính sách quan tâm đúng đắn cùng với các biện pháp cụ thể của nhà nước. Nền kinh tế phát triển, xã hội ổn định, có điều kiện phát triển khoa học, giáo dục trong cả nước. Lòng tự hào, tự cường dân tộc củng cố và nâng cao sau cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm thắng lợi. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử lớp 7. Sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.